Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là cái bờ hồ Ontario. Thì cái hồ Ontario rất là lớn ở Canada, lớn nhất ở Canada. Thì đây, bên này là Mississauga, Canada, hoặc là Toronto. Thì một bên là Canada, còn một bên bên kia, cái hướng bên kia thì nó là Mỹ. Bởi vì Canada nó rất gần với Mỹ, cách nhau có một cái bờ hồ Ontario này. Trời hôm nay rất là đẹp ạ. Thì đây là 9 giờ, 8 giờ tối, 8-9 giờ tối mà trời vẫn còn sáng. Ở đây thì có rất nhiều là hải âu, bên kia là tàu thuyền và cái cảng mà. Thì mình có thể có tàu, thì có thể cái đó là giống như cái trạm ngừng của tàu. Ai có tàu cá nhân thì có thể để đó và có phí. Ở đây hải âu rất là nhiều. Thì ở đây một buổi chiều hoặc tối thì mọi người thường hay ra đây chạy bộ, tập thể dục. Và xung quanh bên hồ thì nó có những cái quán bar này, nhà hàng. Thì chút nữa mình sẽ đi ra đó. Còn đây là cái ngọn hải đăng cho các bạn. I see. Oh, someone there, right? No. Okay. Đó là bến đỗ của thuyền. Yeah, now it's just the light. Đây rất là nhiều dịch. Dịch trời hải âu. A lot. Cái con màu trắng là con hải âu đó bạn. Còn anh chị xám xịt kia là anh là dịch. Dịch trời. Đây xung quanh bờ hồ là có những quán bar, cửa hàng tiện ích. Thì hôm nay ở Ontario thì ở Canada hầu như là nhà hàng quán bar đã mở cửa lại hết rồi. Đây chỉ là con phố như là con phố ăn uống nhỏ thôi. Đây. Lâu lắm rồi mới thấy cảm giác nhộn nhịp trở lại đó bạn. Tại ở Canada từ khi hôm qua là đã lockdown mấy tháng. Mở cửa trở lại nhưng lockdown, thời gian lockdown vì không có thời gian mở cửa. Thì vẫn còn đang dịch cho nên là ở nhà hàng bàn ăn cách nhau và họ cũng để kín cho an toàn. Giờ hai chồng mình đi tìm một cái quán pub nhỏ để mà ngồi, nhưng quán nó có ít người. Thường thường quán đông người thì quán ngon, quán ít người thì quán không ngon. Thì đây là cái quán cuối cùng hai chồng đã chọn được, rất là dễ thương. Rất dễ thương nhưng đồ ăn khá là dở. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nhớ bấm like và đăng ký theo dõi kênh của mình nha. Xin cảm ơn. Chào tạm biệt.